Hello mọi người, mình là Cường IT đây. Hôm nay mình đang tin bán cái em GoPro 9 này này. Mình không có thời gian đi quay nữa. Làm đo nhiều quá rồi. Mua chủ yếu quay Tết thôi, quay Tết là giờ bán này. Đây là GoPro 9 nha. Hoàn toàn mọi tính năng bình thường luôn các bạn, mới ken luôn này. Mình có dán cường lực hết rồi. Cường lực tele xin lỗi xịn luôn 150k nữa, chứ phải là mua tào lao có 50k đâu nha. 3 miếng này, loại tốt luôn, bạn cảm ứng rất là thích luôn. Để mình bỏ pin vào cho các bạn xem nha. Pin thì gồm hai cục nha, pin GoPro này, như vậy là pin Telesyn đâu, nên là sẽ không có bị cái hiện tượng là báo pin ảo. Thôi bấm phát là lên luôn này, chưa khởi động rất là nhanh luôn. Quay 5K này rồi mình bấm quay thử nha. Cái này mình dùng thẻ nhớ SanDisk 64GB, bấm quay cỡ 10 giây coi máy có bị sao không nha. Mình rung này. Hơn 10 giây máy bình thường rồi, xem lại nè. Có tiếng nha các bạn. Rồi thì máy mình bán là giá đó là 9 triệu, 9 triệu nha các bạn, 9 triệu chẵn luôn. Cái này giá mình là không có fix nữa nha. Mình tắt máy bằng cái giọng mình nha. GoPro turn off. GoPro turn off. Mọi tính năng là ok hết nha. Rồi, máy 9 triệu các bạn gồm cái gì? Hai pin này, hai pin. Một đốc sạc 3 pin Telesyn. Hai cái mouse này, mouse GoPro Zin luôn nha. GoPro luôn. Có chữ GoPro này, mấy cái mouse là mua trên nào. Rồi, cái đồ gắn nón bảo hiểm còn kêu 3M luôn này nha. Rồi cái khung Ulanzi, cái khung này các bạn có thể gắn cái mic adapter vào. Rồi dây đeo ngực nha, dây đeo ngực. Rồi nhiêu đó thôi, nhiêu đây là 9 triệu. Ok chưa, nhiêu đây là 9 triệu này. Rồi các bạn có thể mua cái này, mình bán riêng một bộ luôn. Đây, mic adapter này. Và cái bộ mic không dây Lengo này, cái này ngon lắm nha các bạn, rẻ mà ngon đó. Thì cái này mình để nó là 1 triệu triệu 3 triệu 3 à, triệu triệu 2 chứ. Cái này mình để là 1,4 triệu, tổng cộng hai cái này là 2,6 triệu. Cái này mình bán cái này à, mình ưu tiên bán cái mic không dây này nha. Còn cái này bán sau, cái này bán sau. Trong bộ mic không dây là đầy đủ luôn. Cái này là full box nên là các bạn yên tâm nha. Box có làm sao là y chang gì luôn. Đầy đủ phụ kiện hết bạn. Nha. Nó có đầu thu, đầu chuyển này. Rồi nhiều phụ kiện ở đây này. Cáp sạc, cáp đồ mic, rồi kẹp đồ hít, đồ 500 rồi này. Bộ lọc gió rồi này, đầy đủ luôn. Chân mà gắn máy ảnh rồi, chân cho gắn điện thoại đầy đủ luôn, không có thiếu gì đâu các bạn ha. Ok. À, bạn nào có cần mua thì mình có thể gọi video call trực tiếp cho các bạn luôn. Số điện thoại mình là 0366 824 524, mình ở Nha Trang. Ai có người quen Nha Trang thì có thể tới trực tiếp xe máy luôn là chắc ăn nhất nha. Rồi, clip đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.